Nghĩ như vậy rồi liền xả tất cả, hoặc có chấp thọ, hoặc không chấp thọ, tiền tài châu báu trong hay ngoài, đều bố thí cho các hữu tình, tâm không chấp trước, cũng dùng chánh pháp bố thí cho các hữu tình, cũng dùng vô biên phẩm vật thượng diệu, cung kính dâng lên Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Các đại Bồ Tát khi hành bố thí như vậy, duyên trí nhất thiết, tâm không chấp trước, nên hành bố thí. Bố thí như vậy là tùy thuận Bồ Đề, mau chứng đắc trí nhất thiết trí, làm lợi ích lớn cho các hữu tình. Bấy giờ Thế Tôn bảo Xá Lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy. Đúng như lời Thầy nói, các đại Bồ Tát muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nên quán pháp không, duyên trí nhất thiết, đầy đủ công đức thù thắng, thương xót hữu tình mà hành bố thí, tâm không chấp trước. Nếu tu hành bố thí như vậy thì mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, làm lợi ích lớn cho các hữu tình. Lại nữa, Xá Lợi Tử, bây giờ Thầy muốn thấy Bồ Tát ở mười phương thế giới hành bố thí không? Xá Lợi Tử thưa, cúi xin Thế Tôn, con muốn thấy. Khi ấy, Xá Lợi Tử và đại chúng, nương thần lực của Phật, liền thấy ở phương Đông, qua trăm thế giới, có đông đảo đại chúng, thanh văn, Bồ Tát, vây quanh Như Lai, ứng cúng chánh đẳng giác, để nghe Ngài tuyên thuyết bố thí Ba La Mật Đa, đầy đủ công đức thù thắng, đạt được quả báo lớn. Cõi kia có Bồ Tát tên là Vô Ngại, tuy ở cư gia nhưng không chấp trước điều gì, xả bỏ các vật sở hữu, bố thí tất cả. Của cải châu báu chất đầy như núi, tùy theo sự cần dùng của các hữu tình, đều đem bố thí, khuyên dạy hữu tình tự thọ dụng, rồi lại đem cho người khác, tâm không chướng ngại. Hành bố thí như vậy, không có sự nhiễm trước, ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán, như vậy tập trung các vật như y phục, ngoại cụ, ẩm thực, vân vân nhiều như núi, tùy theo các hữu tình cần dùng vật gì đều đem cho, khuyên dạy hữu tình tự thọ dụng, rồi lại đem cho người khác, tâm không chướng ngại. Hành bố thí như vậy, không có sự nhiễm trước, ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán. Xá Lợi Tử và đại chúng tất cả lại thấy Bồ Tát Vô Ngại có trăm ngàn xe vàng làm bằng bảy báu, mỗi một xe chở một bảo nữ, hình mạo đoan trang, đầy đủ vẻ đẹp. Mỗi một bảo nữ có 100 thị nữ theo hầu, đều cởi một xe trang hoàng các vật báu, trên mỗi xe để trăm ngàn vàng và đầy đủ các vật dụng cá nhân, không thiếu thứ gì. Đến để ở chợ cất tiếng, ai cần vật gì cứ tùy ý lấy. Hành bố thí như vậy nhưng không nhiễm trước điều gì, ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán. Bấy giờ Phật hỏi Xá Lợi Tử, Thầy có thấy Bồ Tát Vô Ngại ở phương Đông tâm không nhiễm trước mà hành bố thí không? Xá Lợi Tử liền bạch Phật, bạch Thế Tôn con đã thấy, bạch Thiện Thệ con đã thấy. Phật dạy, Bồ Tát cầu Đại Bồ Đề đều nên tu hành bố thí như vậy. Lại nữa, Xá Lợi Tử, ý Thầy thế nào? Bồ Tát Vô Ngại bố thí có rộng lớn không? Xá Lợi Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn rộng lớn, bạch Thiện Thệ rộng lớn. Bồ Tát Vô Ngại bố thí vô lượng vô biên thiện căn. Phật dạy, đúng vậy, đúng như lời Thầy nói, nhưng nếu có Bồ Tát nào quán pháp không, duyên nơi trí nhất thiết, đầy đủ công đức thù thắng, thương xót hữu tình, tùy theo sở thích mà bố thí, thì phước bố thí này gấp